Chào các bạn, hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn một ca nội soi đại tràng thường không cần gây mê. Bác 66 tuổi, nữ, chưa nội soi đại tràng lần nào, có đau bụng mà đi kiểm tra. Bọn mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đi dây qua từng đoạn của đại tràng. Mời các bạn. Thường thì bác đi táo phân hay lỏng phân hả bác? Mới đầu thì phân sau táo phân. Ngày bác đi mấy lần ạ? Nhưng mà đi nhiều lần, 3 ngày ạ. 3 ngày mới đi 1 lần cơ ạ? Ngày đi 3 lần cơ ạ? Vâng, 3 lần, 2 lần. Vâng. Ôi, mắc hơi thấp, bật đèn bắt đầu. Xoay đại tràng thì qua hậu môn là đến trực tràng. Đoạn này thì rất là đơn giản, bơm hơi nhìn thấy đường, quan sát trực tràng và nhìn thấy đường đi và đưa dây. Đường đi đi ngoài ngày tận 2-3 lần thì thường cái đại tràng nó hay có thắt nhiều bác ạ. Đây đường đi ở vị trí 11 giờ xoay dây ngược chiều kim đồng hồ và có áp. Đây đây đường đi đây đặt cao đến sigma xoay dây hơi áp máy và xoay dây sẽ đến được cái vị trí này. Đường đi bên này nó xoay ngay sang cái vị trí 1 giờ 2 giờ tiếp thở đấy các bạn. Hoạt động này chưa nhìn thấy đường, nó rút ra một chút nhìn thấy đường. Đây đường vị trí 12 giờ đây, up máy đưa dây đợi đưa một chút là sẽ qua được đấy. Bao giờ vẫn đang tạo cuộn ống cho nên là vẫn nhìn vẫn đang khó chịu đoạn này bác ạ. Hít thở đấy, đường đi khoảng độ vị trí 4 giờ 5 giờ đây. Xoay dây cùng chiều kim hồ rút dây mà qua được thì là tốt nhất. Rút dây xin hết đang co thắt đại tràng một chút một rồi co thắt đại tràng bộ này chưa qua được đoạn này. Đường đi co thắt đoạn này, đường đi đây nó đã bị co chặt, co nhỏ lại. Bơm rửa kích thích giãn mấy giờ về bụng cơ cháu cứ theo thời dài thở hết cỡ hơi trong bụng ra đấy. Bệnh trạng này không nhìn thấy đường. Đây đường đây đường đi đây nó 6 giờ đây hơi đau máy một chút. Biết là của bác có co thắt đại tràng sẽ vất vả. Đường đi vẫn đang có thắt. Bơm này kích thích. Vị trí 3 giờ, 2 giờ, 3 giờ đây. Đang bơm hơi mà nó không giãn cái lòng ra. Nó mềm bụng như cháu, chỉ khó gì. Qua được cái đoạn này mới đỡ đau rồi. 4 giờ, 5 giờ đấy, 4 giờ. Cố gắng qua cái đoạn này nữa thì qua sigma vào đại tràng. Cố gắng. Nhìn thấy đường đây mà, ui, nó co chặt quá. Nhìn thấy đường mà không đưa qua được không? Nó co thắt rất là nhiều. Bác này lại hơi gầy ở thành ra. Đừng dặn, đừng dặn gồng, nó đang gồng bụng, người bụng ra, cố gắng có qua được cái đoạn này để sẽ đỡ. Bọn này nó đang đau bác ạ, nó đang co thắt ở cái đoạn sigma. Đấy, bác sĩ cũng đang cố gắng để bơm nước cái thứ để kích thích là nó đỡ bớt co thắt ra. Nó vẫn chưa đã được. Bác phải thả lỏng người ra được thì các bác sĩ mới đưa ra dây nó dễ dàng cho bác. Bật ghê nhỉ.
một cái đoạn này thôi, không làm gì được. Đấy, Sigma luôn luôn vất vả đoạn này nó như thế đấy. Đưa dây nữa thì sẽ đau, không được. Bút dây thì nó cập bóc lại tụt, ăn lại tụt rồi. Gặp bóc kinh khủng, nhìn thấy qua, vừa qua cái đoạn gặp bóc hay sao? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy, qua đây à, cái mà nó lại có thất ngay được, sợ. Vị trí là 1 giờ, qua lại sang 11 giờ đây, nó lại xuống cái vị trí 6 giờ. Mềm bụng ra, mềm bụng cho cháu nào. Hít thở mềm bụng đi ạ. Rút dây để xoay dây hết cuộn ống. Tạo cuộn ống rồi. Một cái đại tràng nó cập bóc này. Chậm rãi là bám sát đường đi qua. Khoảng độ vị trí 5 giờ 6 giờ cái đường đi của nó vị trí này. Đấy, qua cái mình qua nhanh cái nào tụt ngay qua đấy. Qua đi. Vào. Vào đấy lại phải bơm hơi để nó giãn ra để nhìn tiếp cái đường đi đây. Rất là khó mà được đi. Đấy là vị trí 6 giờ đây, để đào máy xuống một chút. Nói chung các bác mà gầy mà co thắt nhiều mà đi ngoài lỏng phân nha. Ngày 3-4 lần à, kiểu gì soạn sẽ khó khăn, vất vả. Đấy, mà co thắt rất là bụng giúp cháu với ạ. Đau nhiều không bác Hồng ơi? Đau ít thì bác thả lỏng người ra bác nhé, đừng đừng gồng bụng, bởi vì gồng bụng nó làm bác đau hơn và khó hơn đấy. Nhìn thấy đường là vị trí à? 7 giờ 8 giờ đấy. Đây, sao lại chẳng trái đi rồi. Rút dây để xem đã hết cuộn ống chưa? Chưa hết cuộn ống. Rút dây đưa dây đi, đi như này là ok hết cuộn ống. Đưa tiếp dây là vào lại thẳng. Lại thẳng ngang hay sao này. Đi vào thì thường là khó, chỗ này là tận 50cm thì nó thường vào lại trắng ngang rồi. Rút dây, xe dây ngược chiều kim hồ và rút dây là đến góc phải thôi. Ô, cái màn hình này là hơi lóa nhỉ. Qua đây là hơi khó chịu một chút, đang đợi trắng ngang bây giờ. Đây, nó đang co thắt rồi. Đang đợi trắng ngang đi. Qua đây rút dây là đến đợi trắng góc. Ôi, lại tụt rồi, không rút dây được. Vẫn phải rút dây từ từ là đến góc phải. Đây. Tốt bất dịch này. Lại đang co thắt, cảm nhận cái đại tràng nó co thắt rất là nhiều lực. Chưa khó, đưa dây nó hơi khó chịu chút bạn. Trang phải bây giờ. Nếu đúng đấy thì qua đây là vào. Đây manh tràng đây. Có một cái clip. Đây cọc, cọc này. Có một cái clip. Đây là bơm rửa cái. Rồi xong hết rồi bác ạ. Bác có đi cùng với ai không ạ? À, bác nằm ngửa đi, xoay hết đại tràng khoảng 65cm cách dì hậu môn này là ok được. Bác nằm ngửa đi. Đại tràng của bác nó co thắt nhiều cho nên nó hơi vất vả. Đây là cái đoạn cuối cùng cái đại tràng của bác đây, gốc ruột thừa đây. Bác có thể quan sát trên màn hình, các bác sĩ sẽ chỉ cho. Đây là cái chỗ này là cái van bô hanh, van hồi manh tràng đấy. Qua đây là vào ruột non, hơi khó chịu đây một chút.
nhưng mà ruột non hồi chẳng, nhưng mà phải tương đối tốt. Có rút máy. Đây có cái polyp nhỏ này. Đây mấy cái polyp nhỏ này. Chứ khó có mấy cái polyp này, bác sĩ cắt luôn cho bác nhé. Mọi kích thước thì khoảng độ 3-4 mm thôi, màu sắc thì nó tương tự như niêm mạc xung quanh, kiểu hình mạch máu thì nó không tăng sinh, có thể nó là cái polyp tăng sản thôi. Đốt rồi. Nó sẽ dùng một cái mở đấy, mở. Cạnh đấy luôn. Mà. Bơm rửa nó vừa tránh từ từ. Đấy, cái nữa. Bác cái polyp nhỏ bác ạ, cắt luôn cho bác, mà cái này nó sâu tiết đường trong và giờ rút máy là sẽ không đau nữa. Giờ bác hết đau chưa hả bác? Mai soi này có đau nhiều không bác? Mai soi có đau nhiều không? Có thắt đại tràng yếu ạ, năm người dịch nó động lại tràng phải, đại tràng trái, trực tràng. Đây có cái polyp nữa này. Cái này nó có vẻ là cái polyp tuyến này. Nó có dẹt ở giữa là cái dấu hiệu thung lũng. Nhìn rất là rõ. Cái này là cái polyp rất là nguy hiểm này. Kiểu hình máu tăng sinh này. Cái này là cái polyp tuyến này. Màn hình này trông lóa nhỉ. Không hiểu là chốc nữa kiểm tra lại cái ảnh. Do gì cái thứ xem rồi. Nhìn xem chỗ này bao nhiêu cm này. 60. Hơi nhấc lên là đốt. Rút ra rút. Bà mà có polyp thì bảo các anh chị em ruột thịt đi soi đi bà nhé, bà nhá.
Có thể là các anh em ruột thịt, rồi con cái 45 tuổi cũng cần đi tầm soát về chuyện polyp đại tràng. 100 người bị ung thư đại tràng là do thì phải hơn 80 người là do những cái polyp phải để lâu nó biến đổi thành ấy bác. Đại tràng nang. Nhân mạc đại tràng ngang này thì tốt, không vấn đề gì. Cả. 40 cm đại tràng trái, góc trái đây. Bắt đầu đến đây là đọc dịch. Rất là tự động, quan sát. Tốt, đại tràng sinh mang ngoài đẹp. Đoạn sinh mang đoạn này ngoài qua đây rất là vất vả đây. Có thắt nhiều. Mấy hôm trước thì tình trạng hơi nhảy ra một cái chẳng thẳng. Đại tràng sinh mang có chất, giờ bơm hơi không căng được. Đại tràng nó co bóp, co thắt rất là. Co thắt rất là nhiều cho nên là bơm hơi rất là lâu rồi mà nó vẫn không giãn ra để mình thuận lợi cho quan sát. Hoa giả nó, đây là ống hậu môn này rồi. Xong rồi bác ạ.